khi sao mày không biết tôi giết mày trong kỳ này. Tướng tiên phong có tướng tiên rồng là tao đụng mày thì đúng là kỳ. Năm bắt anh em một nhà mất dạy như mày là bắt kỳ cày. Thằng phản động ngấm ngầm mới nhìn cái cửa sọc đỏ ra quốc kỳ ấy. Khi nào thằng kỳ sao mày không biết tôi giết mày trong kỳ này. Tướng tiên phong có tướng tiên rồng là tao đụng mày thì đúng là kỳ. Năm bắt anh em một nhà mất dạy như mày là bắt kỳ cày. Thằng phản động ngấm ngầm mới nhìn cái cửa sọc đỏ ra quốc kỳ ấy. Thứ nhất là phần ông ăn mày không nặng được cho hết công năng. Thứ hai đụng tới đồng bằng dù lòng không đặng biết để ông ăn. Thứ ba tao tốt nghiệp đại học vậy tao với mày thằng nào không bằng. Mày là phụ nữ hay giới công thẳng mà thời đại này đi đòi công bằng. Hồi xưa tao diss Skyler tao cũng có dùng cái vần thọ đế. Mày ghét nhạc tao sao khe nhạc tao sao nghe nhạc tao kiếm vần để thó. Trên mày đại diện miền Bắc nghe cũng có thể đó. Bởi tao thắng không hẳn do giỏi mà là do số tao đỏ thế. Nhìn cái cửa mà ra lá cờ rap fan nói thử thằng nào mới lát. Chửi vợ con Mirai rồi ẵn rap fan nói thử thằng nào khoác lát. Một câu này tao dùng phần đơn cho mày nhục tới muốn thoát xác. Tử vi flow mình lũ tháng 7 không biết miền Bắc là nơi tan tác. Nhạc để nghe chứ đâu phải đọc. Cố in hoài rảnh rỗi xem skill quan trọng đúng chứ đâu phải nhiều. Mà đám tụi mày suốt ngày ngồi đếm cức của tao trong lò bát quái. Dùng chữ yêu một khi đã luyện nhạc tao đúng như con cặc tao khi móc ra là mày há miệng. Thời tụi tao theo vi đi chinh chiến cu mày vẫn không tin trình tăng cao sau những lần binh biến. Cu mày vẫn không tin ổng còn sống là đá mày chết mẹ. Lý lẽ thôi mắt công trình vi đi không để là skill hay flow mà chính tụi tao là các công trình. Mấy tiếng tuổi đầu từ so cổ thụ thằng ngu cũng biết có lý hay không. Người ta đâu mới nhạc mày nghe người ta chỉ biết tới lý cây bông. Đúng thật tụi trẻ nông nổi chỉ có ba mẹ và miệng hay rống. Hôm nay Đức là thằng đầu tiên tôi cho ăn cứt từ một cái bông. Hết bài. Má nó lyric mày ngu quá. Nhìn đéo được. Đi con mẹ chơi tiếp luôn à. Nói sản gì vậy thằng lộn chứ tờ tiền nào mà không có hai mặt. Này là chắc chứ đâu phải freestyle. Xài câu kiểu đó thì đúng là chai mặt. Còn chưa hết, có phải ông bà già mày dạy gỗ là phải ốp thêm phân bón. Mày rap đúng như mấy thằng sản đá hay do dioxin nên mày đần độn. Tao hỏi thiệt nè, mày có dám nói mày chưa biết tới thời Bibo. Cẩn thận cái miệng đi thằng lồn, mày cũng biết nó hơn mày mấy chục kilo. Dưới chân mày có máy que kệ mẹ mày chứ thiệt xàm. Trời trên đầu mày không phải Việt Bắc, trời trên đầu mày là Việt Nam.